2018. Thì với lần tổ chức lần thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng đến với sự kiện chạy sẽ đem đến vô cùng ý nghĩa. Ngày hôm nay thì tại sự kiện này có một sự tham dự của một người vô cùng nổi tiếng. Đó chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp đến từ nhóm nhạc nữ nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đó chính là AKB48. Và ngày hôm nay thì Huyền Trang xin được dành một số câu hỏi cho nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp của chúng ta, đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, chúng ta có lẽ là cô gái của chúng ta vô cùng xinh đẹp phải không ạ? Vâng, và trước giờ chạy thì không biết là bạn có chia sẻ gì với sự kiện chạy vô cùng ý nghĩa này. SGO48 のメンバーと協力して頑張ります。Không biết là bạn có muốn gửi gắm gì đến những người fan của mình cũng như là những người đang theo dõi livestream ngày hôm nay không? はい、いつも応援ありがとうございます。今から走るので応援よろしくお願いします。新幹線カバー、サウダイ線三三三三、伊勢台線、マルカバー、五五三三。có thể gửi một lời chúc đến tất cả những người chạy ngày hôm nay không ạ? はい、はい、怪我なく楽しく終われるようにぜひ皆さん楽しく走りましょう。ありがとう。Vâng, xin chúc cho thành viên AKB48 cũng như tất cả những thành viên có mặt tại sự kiện Kizuna Ekiden 2019 sẽ thi đấu thật thành công, đúng không ạ? AKB の皆さんは、今をはじめ、本日の走行者の皆さんは、すべて、無事に、レース終わるようにお祈りします。ありがとうございます。ねー。Vô cùng quý báu vừa rồi ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Đúng rồi, arigatou gozaimasu. Có thể nói là 3,4 km là tương đương với các cự ly các vận động viên chạy Olympic, chạy đường track and field cỡ 3.000 đến 5 để đưa thư. Và AKB48.
Kanagawa, Tsushima, Osaka, Gifu, Toyama, Shimane. Bye.
Việt Nam. Chúng tôi là AKB48 Team 8. みなさん、本日はライブステージにお越しいただきありがとうございます。進化ムーン、進化ムーン、進化ムーン、ありがとうございました。はい、さっき駅伝でね、小田恵里と服部は駅伝を走ってくれたんですけど、はい、どうでしたか？いやもうなんか3.5 キロを、うん、なんか長距離を走るっていうのが久しぶりだったんですけれども、うん、そうファンの皆さんがすごい応援してくれながら走ることができたので、うん、皆さんのおかげで走り切ることができました。ありがとうございます。そして一緒に走った SGO のメンバーはどうでしたか？À, hôm nay SGO48 có hai thành viên là Trúc Phạm và Casey đã tham gia chạy cùng với mọi người. Và thực sự là hai vòng Hồ Gươm thì cũng khá là dài, nhưng mà bởi vì sự cổ vũ rất là nhiệt tình của mọi người nên là Trúc Phạm và Casey đã hoàn thành vòng chạy của mình rồi ạ. Và các tiền bối AKB48 cũng chạy rất là hăng say, cũng như là có thể thể hiện được sức khỏe của những cô gái của chúng ta, đúng không ạ mọi người? Yeah. はい、そして SGO のメンバーからお知らせがあるんですよね。 お知らせ。あ、SGO48 sắp tới đây vào đầu tháng 12 vào ngày 7 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một buổi mini show Ismart Kosuru Ismart Party, và hy vọng là mọi người sẽ dành thời gian đến để có thể xem những buổi biểu diễn của SGO48 cũng như là một buổi biểu diễn để đánh dấu một năm hoạt động của nhóm, và là một ngày để tri ân những người đã hỗ trợ giúp đỡ nhóm từ những ngày đầu, cũng như là để đền đáp lại tình cảm chân thành của những người hâm mộ ở đây đó ạ. Yay! はい、それでは早速ですが次の曲に行きたいと思います。次の曲は皆さんも歌って踊れる曲なので、ぜひ一緒に歌ってください。はい、それでは聞いてください。恋するフォーチュンクッキー。
ックでフォーチュンクッキーを弾いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも AKB48 そして SGO48 そして48グループの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、シンガポールモイヌイ、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日お越しくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょうまた会いましょう。また会いましょう。イエーイ。シンカムーン。シンカムーン。バイバーイ。お疲れ様です。シンカムーン。Cảm ơn mọi người ạ. À, bây giờ thì các tuyên bố AKB48 sẽ nói tiếng Việt. À, tôi yêu các bạn nha. Sẽ nó. Tôi yêu các bạn. Yeah. 愛してる。愛してる。Tôi yêu các bạn.